lên sóng trên khung giờ vàng đài VTV3, Gia đình mình vui bất thình lình đang là tựa phim Việt được đông đảo khán giả quan tâm theo dõi. Phim lấy gia đình làm đề tài trung tâm, mang đến phút giây giải trí, chữa lành tâm hồn người xem. Mới đây, cư dân mạng bàn luận xôn xao về bức ảnh hậu trường mới của Phương, con dâu cả trong gia đình bà Cúc. Dựa trên các diễn biến của 12 tập phim vừa lên sóng, nữ thực tập sinh tên Mai đang có tình ý với Công, chồng Phương. Hà trong một lần đưa cơm cho anh rể đã phát hiện cô Mai chính là tiểu tam. Cô về nhắc nhở Phương rằng chị có nguy cơ mất chồng, đồng thời cùng châm anh tính kế, đưa Phương đi làm đẹp. Về phía Mai, cô liên tục có những hành động thân mật với Công dù biết anh đã có vợ. Giữa lúc khán giả đang nóng lòng muốn biết cái kết của em gái trà xanh Mai, nghệ sĩ ưu tú Kiều Anh đã chia sẻ nhân vật Phương đang lái xe máy trên đường. Lúc này, thay vì tỏ vẻ lo lắng, Phương trông rất vui vẻ, còn tạo dáng nhí nhảnh trước ống kính. Đặc biệt, cô còn nhấn mạnh trong bài đăng rằng, sắp mất chồng, tìm người tên Mai gấp. Sau khi được lan truyền trên diễn đàn phim ảnh, khán giả bắt đầu tràn vào dự đoán hành động của Phương. Theo đó, nhiều người cho rằng nếu Phương biết chuyện chồng qua lại với Tiểu Tam, cô cũng sẽ nhẫn nhịn cho qua, tự chịu khổ một mình. Tuy nhiên, thiết lập nhân vật Phương thực sự không phải là một người yếu đuối. Còn nhớ trong cuộc hỗn chiến với thanh niên xóm để cứu mẹ chồng, Phương gần như là thủ lĩnh trong nhà. Không la hét ầm ĩ như Hà hay Trâm Anh, Phương chỉ đơn giản là cầm cục gạch ống để tiện tay cho đám thanh niên láo xược kia một bài học. Như vậy, khi bị dồn đến đường cùng, thấy người yêu thương gặp nạn, Phương sẽ bật mút chiến đến cùng. Dựa trên tình tiết này, nhiều khán giả đùa rằng nếu Phương có bốc đầu xe đi tìm Tiểu Tam để ba mặt một lời thì cũng không có gì quá bất ngờ. Những diễn biến mới của phim Gia đình mình vui bất thình lình lên sóng vào 21 giờ 40 phút thứ năm, thứ sáu hàng tuần trên VTV3. Mời các bạn đón xem. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.